Thưa quý vị, mùa hè cũng là lúc các hoạt động tình nguyện ở Đồng Nai được tổ chức sôi nổi bởi có sự tham gia của đội ngũ sinh viên tình nguyện đến từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Các chiến dịch tình nguyện ngày càng được đổi mới, ý nghĩa và đi vào thực chất hơn, ghi nhận tại huyện Tân Phú. Một ngày mới tại trường mầm non Núi Tường, các sinh viên tình nguyện tất bật làm việc, lót bạt, chuẩn bị dụng cụ, pha sơn và thực hiện vẽ những bức họa trên tường. Dưới bàn tay khéo léo của các bạn sinh viên, những bức tường cũ kỹ rêu phong đã được khoác lên mình màu áo mới với hình ảnh nàng Bạch Tuyết xinh đẹp và bảy chú lùn trong câu chuyện cổ tích. Những bức họa sinh động ý nghĩa này không chỉ trang trí cho không gian trường học thêm xanh đẹp mà còn gửi gắm cả tấm lòng, sự nhiệt huyết của các bạn sinh viên tình nguyện. Thời tiết mùa này cũng hơi thất thường, mưa nắng thất thường, làm cho cái việc vẽ cũng ảnh hưởng rất là nhiều, tụi em phải dặm đi dặm lại. Tuy là có vất vả như vậy nhưng mà em cảm thấy là cái hoạt động này mang được rất là nhiều ý nghĩa cho tụi em, cũng như là cho người dân ở đây và cũng như là cho mầm non của đất nước. Em cũng thật sự là thấy cũng rất là vui khi mà đóng một phần nào đó đóng góp được một chút nho nhỏ cho các em ở miền sâu, miền xa như thế này. Công trình này tụi em làm cũng đã được khoảng 70-80%. Thì tụi em đã đi từng chi tiết nhỏ cho bức tranh này, giống như là mình tỉ mỉ trong công việc, giống như là mình gửi gắm cái tình cảm và muốn một tác phẩm hoàn hảo nhất để gửi đến cho trường cũng như là các bạn nhỏ. Năm nay hoạt động tình nguyện hè của sinh viên ở Đồng Nai đã được đổi mới. Các công trình phần việc được tổ chức thực hiện theo chuyên môn ngành học. Với hình thức này không chỉ thu hút các bạn sinh viên tích cực tham gia mà còn giúp các sinh viên phát huy hiệu quả công việc. Là các em về trong cái dịp hè này thì cũng hỗ trợ nhà trường rất được nhiều việc về trang trí cái môi trường ngoài cũng như là hỗ trợ các cái công việc mà nhà trường cần thiết. Đối với một số trường có ngành học mà là chuyên môn của các bạn thì đã chia nhỏ các cái đội hình để thực hiện. Ví dụ như trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai thì năm nay các bạn chọn địa phương là Tân Phú, là một đơn vị vùng sâu vùng xa, để về cùng với lại đoàn viên thanh niên của địa phương để vẽ lại các cái trường học, đặc biệt là các trường mầm non, rồi sơn sửa lại các khu vui chơi để tạo một cái không gian xanh, tạo một cái chiếc áo mới cho các em học sinh mầm non tiểu học trước khi mà các em bước vào năm học mới. Theo tỉnh đoàn Đồng Nai, chiến dịch tình nguyện hè và đặc biệt là chiến dịch mùa hè xanh đều hướng về cơ sở, hướng về những địa phương vùng sâu vùng xa để góp phần giúp các địa phương hoàn thành những chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu.